a minha. Mình đi lấy bát. Nào, mình đút cho Abi ăn nào. Abi giờ này thích ăn cơm nha. Cho miếng cà rốt nào.
nào. Lè ra hết rồi. Abi cầm nè. Mày đút cho con nhé. Con định dùng đũa hả? Ê, con không dùng được đũa đâu, mẹ đút cho con. Bao giờ con lớn thì mẹ cho con dùng đũa nhá. À, Abi thích tự bốc hả? Ra mẹ nào. Ê, bốc đầy tay này nè. Abi ơi, ngon không cắt? Nào, có con này. Cái quái này này. Ý, chị yêu quá. Có ăn được không? Abi ơi. Sao thế? Con thích tự bóc hả? Ở đây con bóc miếng cà rốt này. Ôm miếng cà rốt này.
Con ăn được không? Thôi hả? Thế thôi nhá, ăn thế thôi nhá. Abi có áo đẹp nhỉ? Abi có ăn được không? Thôi nhá, mình ăn thế thôi nhá. Mẹ cởi khăn ra cho em nào. Khăn ra nhá. Nào, lau cái miệng cho em nào. À. Đi chơi đi.